gái. Em gái giới thiệu đi cưng. Chào các quý vị khán giả đang xem truyền hình, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh chị đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Hứa Hồng Thắm, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Em hiện là nhân viên kế toán cho một công ty cổ phần ở Cần Thơ. Rồi em trai. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Em tên là Trần Trương Trung Quân, em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại thành phố Vĩnh Long. Công việc hiện tại của em là hiện tại em đang công tác tại ủy ban xã Tân Hội của thành phố Vĩnh Long. Làm em bên công an xã. Rồi. Trên đường về luôn á. Em lên đây lúc nào? Em lên hôm qua. Hôm qua, còn bạn gái lên từ Cần Thơ lên lúc nào? Dạ em cũng lên tối qua. Hôm qua trời ơi. Không chừng hai người gặp tối hôm qua rồi chưa biết á. Em đi xe gì lên? Dạ em đi xe Kim Mã. Rồi còn bạn gái xe gì? Dạ em đi xe Thành Bưởi. Rồi vậy không hợp rồi. Bây giờ em đi về thẳng Cần Thơ giùm anh luôn nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp nhà cửa, tính cũng hiền. Ngoài ra thì tiếng Anh của em cũng khá tốt. Cho nên là nếu mà người thân, bạn bè mà muốn đi du lịch nước ngoài thì sẽ có em đi cùng thì đỡ rất là nhiều. Nhược điểm thì em thật ra là em hơi cứng nhắc đó chị. Đối phương mà chưa có quen biết lâu mà cũng không biết tính tình á. Đi ăn chung thường là em muốn tự trả phần của mình á. Nếu mà trong buổi gặp đầu tiên mà em thấy không hợp á, thì em sẽ không có gặp nữa, cũng không nhắn tin luôn. Chúc em gặp anh này mà em đi xuống luôn là hiểu rồi nha. Trai. Em thì thật thà, rồi sống tình cảm, quyết đoán trong công việc. Điểm yếu của em thì em hay dễ bị mềm lòng, sợ ma. Trời ơi. Ai cũng sợ ma vậy? Anh nói anh là công an xã đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ mà anh sợ ma sao anh đi tuần được anh? Trước đây thì anh gan lắm. Đi bộ đội xong rồi đi gác đêm là chỗ nào mình cũng đi chứ. Sau này đọc chuyện ma nhiều cái thấy mình cũng hơi sợ sợ suy mà nghĩ. Có gặp con ma lần nào chưa? Dạ chưa chị ơi. À đọc chuyện rồi tưởng tượng rồi sợ thôi. Đủ ban đêm dù người ta là cướp công an chạy đó. Nó trời sợ ma quá trốn vô đông. Thôi sao? Dạ cái đó cũng ráng đi chứ anh. Ráng đi chứ hả? Dạ. Tình trường thì sao? Chứ giờ em chưa có bạn trai. Hồi 29 tuổi chưa có bạn trai, chưa một mối tình nào luôn á hả? Dạ em... Chưa hôn, chưa nắm tay gì luôn hả? Dạ chưa. Lý do tại sao em? Lo tập trung phát triển sự nghiệp á chị. Cho tới một ngày em giật mình em nhìn lại, em thấy em dành cả tuổi thanh xuân để làm việc. Dễ nên chưa? Em mới đăng ký tham gia chương trình. Hôm nay đến đây cố gắng giải phóng ế ha. Cô gái bên kia là chưa dễ bao giờ quen vậy. Ai luôn đó. Phải không? Phải cười tươi quá. Nhưng mà tình trường của bạn sao? Trước đây là có hai mối tình, có thầy học sinh. Học sinh bỏ qua đi. Còn mối tình cách đây là 2 năm mấy rồi. Quen bạn gái này, nhà ở gần chỗ em làm thì mà em cũng ít nói chuyện với bạn gái lắm. Sao vậy? Vô nói chuyện với ba mẹ thôi. Gì kỳ vậy? Thì thấy bạn vô nói chuyện với ba mẹ thì nghĩ là đeo ba mẹ là được rồi. Nhưng mà thời gian sau bạn đi lấy chồng, lý do là mình không nói chuyện với tuổi tác đồ cũng không hợp. Rồi, như vậy là bên đây cũng thuộc nhát gái nha. Mà mình có tưởng tượng ra cái người yêu lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Em thích mẫu bạn nam giống nhân vật đại úy Yoshijin trong phim Hậu Duệ Mặt Trời á chị. Trời ơi. Em thích là tại vì bạn ấy nam tính với lại có chút chín chắn nhưng mà cũng hài hước, mà quan trọng là người tốt bụng. Song Dong Ki hả? Dạ. Cái này song dong luôn được không? Nói chứ đây mặt hiền từ lắm, mặt dễ thương lắm, bụng này biết tốt chắc rồi đó. Mà rồi yêu cầu gì nữa? Cao từ em trở lên. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m58. 58 mét mấy? Chắc cũng cỡ đó. Rồi em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Bạn nam mà nói nhiều quá, nói mà không ngừng để lấy hơi á anh. Bạn này có nói đâu, thấy không quen người ta nói chuyện với ba má không hả? Được á, bạn này ít nói lắm. Thí dụ giờ đưa bạn, em quen cô gái này Cần Thơ nè, rồi bạn gái Cần Thơ xuống thăm em Vĩnh Long, cổ bắt em đưa từ Vĩnh Long về Cần Thơ lúc 11 giờ đêm, em đi được không? Được. Đường nó ma nhiều lắm á. Đâu có gì đâu em. Thiệt không? Thiệt. Anh thấy cô gái dễ thương hiền hậu đó, người ta chưa bao giờ có người yêu đó. Không, để tôi qua coi. Giờ nếu được thì em muốn chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc khoảng 1 năm nếu mà hợp nhau. Em muốn rước chú rể về Cần Thơ hay là muốn qua Vĩnh Long làm dâu?
chị? À, ba mẹ em thì hy vọng kiếm dễ. Rồi để chị hỏi thử coi. Ủa nhưng mà anh này anh đang làm ở công an ở Vĩnh Long rồi sao anh đi được? Vĩnh Long qua Cần Thơ cũng gần chị. Ủa giả tỷ bây giờ bên đây người ta muốn bắt rễ là được không? Nếu có được chuyện thì em chạy tới chạy lui cũng được chị. Ba mẹ em thì không có yêu cầu làm dâu. Rồi nhưng mà bây giờ là em có cái điều gì mà em không thích ở cái người phụ nữ không? Em thì không thích ở bạn nữ là như xăm mình, nhuộm tóc rồi hay nói nhiều. Ta nhuộm tóc đẹp mà, dù không xăm mình thì cũng được đi. Nhuộm tóc có cái gì đâu. Thì nhuộm tóc thì cũng, ví dụ màu vàng thì hơi hơi được rồi. Chứ đừng có nhuộm màu đỏ, màu xanh kỳ lắm. Chị ha, chắc lâu quá cũng không có bắt cướp hay gì ha. Thướng cũng hơi bị xề rồi ha. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ có, em cũng có chạy bộ. Khỏe rồi đó. Bây giờ hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. À, mình là mẹ của Trung Quân. À, theo như mẹ thấy thì cháu phía bên đây thì cũng được, nhưng mà thì cái đó là tùy con thôi. Rồi. Em gái hả? Em gái ruột hả? Dạ. Anh em thì nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn yêu cầu của chị. Anh em cũng ít nói nhưng mà cũng vui vẻ, hiền lành thì phải nói là bao hiền, nên chị cứ an tâm. Em thấy chị dâu tương lai như thế nào? Dạ, thấy chị cũng hiền, dễ thương nhưng mà chắc cũng hơi khó tính chút. Đó là ý kiến người thân ha, người ta cũng ủng hộ. Bữa nay em đi với ai? Dạ, em đi với một chị đồng nghiệp. Dạ, chào dạ, chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Em tên là Thu Anh, là người đồng nghiệp cũng như là người chị rất thân thiết của bé Thắm. Bạn trai ở bên này thì nhận xét về ngoại hình thì bạn có hơi ú ú. À, có thể là bù đắp cho em Thắm nhà chị một tí, nhưng mà tính tình thì chị thấy rất là hiền, công việc thì ổn định. À, chị cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Mời chị. Rồi. Ú ú vậy chứ gương mặt có hậu lắm, phúc hậu lắm á. Rồi bây giờ mình mở rào cho đàn trai đàn gái gặp mặt nha. Mở kéo rào. Đó. Cho anh gửi tặng cho em. Dạ, em gửi anh món quà. Dạ. Nói chung là em cũng đăng ký tham gia chương trình này cũng gần 2 năm rồi. Thì mình đến đây là cũng có cái duyên. Anh mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Trời ơi, chưa giữ chân cơ hội gì. Phải nói cái gì chứ. Cô gái ấy chưa bao giờ có người yêu, chưa nắm tay người yêu, chưa có người con trai nào hôn lên má luôn. Em có hôn gái chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Cái gì quen mà không hôn? Chưa nắm tay được. Quen 2 mối tình rồi. Dạ. Giờ muốn hôn cô đó không? Hả? Để tìm hiểu đi. Tìm hiểu xong mới hôn hả? Hôn trước tìm hiểu sau được không? Mắc cỡ. Rồi bây giờ là mình trò chuyện đàng hoàng, mình cảm nhận về nhau trước đi ha. Em cảm nhận thế nào vậy anh? Là em cũng có hơi bất ngờ. Em cũng không có tưởng tượng trước khi mà đi lên truyền hình thì em chưa có tưởng tượng gì về người mà mình có thể gặp hết. Mà sau khi nghe những lời mà anh vừa nói thì em cũng thấy có phần yên tâm. Anh thì khi mà quen nhau thì anh sẽ thường xuyên mà chỗ Cần Thơ với Vĩnh Long thì nó gần, cũng gần nhau đó, thì anh sẽ thường xuyên qua thăm em để cho em hiểu hơn về anh, thì sẽ thường xuyên gặp nhau để mà mình tìm hiểu nhau. Anh từng anh nhậu mấy lần? Có từng không nhậu, có từng nhậu 1 lần hoặc 2 lần thôi chứ. Ủa sao ít vậy anh? Không. Tại thường em thấy có mọi người làm công việc thì cũng phải gặp gần gũi với quần chúng, cho nên là cứ gặp là phải nhậu. Ủa, anh thì ít nhậu lắm. Dạ. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không biết hút thuốc. Vậy anh cảm thấy mình là người có trách nhiệm không anh? Anh thì anh thấy mình là người có trách nhiệm, quyết đoán. Ví dụ như anh quyết định cái gì là anh không có suy nghĩ lại hối hận. Làm cái gì mình phải có trách nhiệm. Anh thích nữ diễn viên nào? Giống như diễn viên Mai Phương. Dạ. Cũng giống vậy. Rồi bây giờ hai bạn có món quà gì tặng cho nhau cho nó thay đổi không khí, cho nó vui lên đi. Em cũng tặng cho bạn nữ một bài hát. Hát nhìn bạn nữ hát nha, đứng lên có thể lại nắm tay bằng nữ rồi hát cho nó tình cảm nó lên. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em, anh không đi tìm
người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao sẽ các em ơi, lụa là gấm hoa vàng son. Được nha. Rồi bạn gái có món quà gì tặng lại bạn trai không? Dạ hôm nay em cũng hơi đau họng, với lại em cũng giọng hát của em thì em cũng không tự tin lắm, cho nên là em có thể là muốn minh họa theo bài hát Kiyomi á. Hiểu gì không? Vỗ tay. Em lại không hiểu mấy cái này gì, nhưng mà em nghĩ là bạn nữ là đồng ý hẹn hò. Hiểu chỗ nào mà cổ đồng ý hẹn hò? Hiểu gì này gì. Vậy giờ sao? Vậy là gì? Đó là cái dấu hiệu ta trong cái bài hát thôi. Nắm chặt hai tay nắm đàng hoàng. Đó. Bây giờ nhìn thẳng mắt cô ấy đi. Cảm nhận em thấy về cô gái đối diện như thế nào? Anh thấy em rất là hiền, dễ thương. Thì anh mong là em hãy cho mình cơ hội để hẹn hò, để mình hiểu nhau. Hồi đó giờ có bao giờ nắm tay cô gái lần nào chưa? Mới lần đầu. Cảm giác làm sao? Lạnh lạnh. Rồi thấy trong tim mình nói sao? Hồi hộp. Em thích không? Dạ thích. Đứng sát một người con gái nào như vậy chưa? Có đứng sát rồi mà không có nắm tay, không có hôn. Không có hôn luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Biết chứ chị. Hôn sao? Nhà hôn cháu hoài. Hôn cháu khác. Trời ơi, hôn cháu khác, hôn gái khác. Thôi được rồi, dễ thương không? Hai bạn coi như chúng tôi đã cũng 2 năm rồi đó. Mọi người biết là 2 năm rồi anh đăng ký. Thì chúng tôi đã tìm rất là nhiều hồ sơ. Hai cái hồ sơ này nó trùng khớp với nhau. Khoảng 80-90% trở lên thì mới gặp được. Không biết rằng cô gái thế nào nhưng chàng trai lại thấy thích rồi ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chính thức nắm tay là bạn trai bạn gái hẹn hò nhau. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên nó phải cái gì đâu mà giống hửi quá. Biết không, cái tay này dán nhẹ lên nè. Rồi cái tay bên đây đỡ cái càm nhẹ lên nè ha. Để cái lỗ mũi vô ha. Vuốt nhẹ lên. Đúng rồi, cái tay bên kia đỡ cái càm lên. Đúng rồi, nhẹ nhẹ nhàng vô. Để yên nguyên, để yên nguyên. Chưa. Thấy sao? Cảm nhận của em sao? Chắc giống ba em hôn em hồi nhỏ. Không sao mà để người ta thấy giống ba tôi hôn hồi nhỏ. Dạ không, mà vậy em đòi ở dưới. Dưới nụ hôn đó hả? Muốn hôn nữa không? Bây giờ thì bạn thấy chồng có những thông tin cơ bản về mình. To rõ ràng nhé, từ đi lên. Đang ở đâu và nghề nghiệp là gì nhá. Bạn thấy cho đi. Alo. Alo, nghe được không ạ? Dạ nghe. Bây giờ bạn tới chồng một số những cái thông tin mà cơ bản về mình á. Dạ. Họ tên, thông tin, đang ở đâu, công việc là chính là gì. Dạ chưa, thật là những cái thông tin cơ bản của mình. Ok. Em ở tên là Luân anh. Cụ Thành Luân ở Lộc Ninh, Bình Phước. Hiện nay em đang là giáo viên dạy lái xe ở trên này, trên Bình Phước. Anh Luân sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 88. Dạ. Ở quê gốc là Bình Phước luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Em đang sinh sống ở đây luôn. Giáo viên dạy lái xe.
Rồi anh có sở trường cần làm gì? Em điểm mạnh điểm yếu. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu á. À, điểm mạnh điểm yếu. Thì cũng làm kinh doanh rồi có thể hát hò được chơi cái gì đó. Điểm yếu sao? Điểm yếu. Điểm yếu hành. Là nói chung là không biết nhậu. Cũng không anh. Dạ không anh. Điểm yếu là điểm yếu của em là không biết nhậu. Không có số không biết nhậu. Không có số không biết nhậu anh. Gây trời. À, trước đó anh đã có mấy mối tình rồi. À em á, em đã có vợ đi hôn rồi. Đã ly hôn năm nào, kết hôn năm nào, mấy năm? À, em kết hôn năm 2012, em ly hôn năm 2018. Dạ, ông mình có cháu nào chưa? Anh bị ảnh có rồi, có à, có hai bé trai là đang ở với em rồi. Hai bé trai, hai bé mấy tuổi ạ? Dạ, một bé 10 tuổi, một bé 9 tuổi, em 10 tuổi đó. Là anh một mình nuôi hai bé à? Hay là có cha mẹ của nữa? Đúng rồi, có bà nội của nó phụ đó. À, rồi phụ. Không hợp lắm. Mẹ cháu có liên hệ gì về cho con vẫn còn giữ liên lạc với hai bé đó? Dạ đúng rồi, còn thì mẹ cũng đã gần. Đưa điện cho cá. Tại vì hai bé ở bên nội thì... Để không đổi đầu tóc được. Vâng, bây giờ anh chia sẻ cho em là cái lý do mà hai vợ chồng lứt cánh. Tại sao mà không đi tiếp được á? À, tại vì nói chung là hai vợ chồng thì sống rất là hạnh phúc, nhưng mà tại vì vợ anh thì kiểu như là cứ thích chơi bạn bè thì không có chăm lo, không có ý xây dựng gia đình á. Thì cái là bị cứ phải hay nhau rồi xong rồi bỏ nhau chứ không có gì lớn. Nghĩa là phụ nữ mà không có kiểu như trong gia đình chỉ nói ngày bạn bè ăn nhậu ăn chơi rồi. Dạ. Cái từ năm 2018 là anh có tìm hiểu được mối quan hệ nào nữa chưa? Cũng có anh, nhưng mà rồi cũng không có đi đến đâu. Tại vì người ta giống như là kiểu như em còn như là không có thông cảm với chuyện con cái nọ. Cũng không lớn được nhau. Nghĩa là những lối còn có người ta không có cảm thông nhiều cho anh đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm một cái người phụ nữ như thế nào ạ? Nổi thì cũng bình thường, bình dân thôi. Không cần phải nghĩ ra nói chung là chất tước thì cao sang gì. Nhưng mà nói chung là có ý là mình để xây dựng gia đình. Gia đình kiểu như là một người phụ nữ mà được chức là để làm mẹ làm vợ xây dựng gia đình thôi, chứ không phải là cái gì về ngoại hình tuổi tác thì sao? Sao cũng được anh, nói chung là có thể là ngoại hình nhìn được là được anh, nói chung là học viên rồi tuổi tác thì có thể lớn em 10 tuổi thôi, có thể nhỏ 10 tuổi. Rồi, nghĩa là cùng anh mong muốn là tìm cái người mà cùng anh xây dựng gia đình đó. Dạ đúng rồi. Nghĩa là xây dựng gia đình là quan trọng. Dạ. Vâng, bây giờ thì anh đang ở địa phương quốc. Và anh muốn tìm bạn gái đó thì chắc là người đó cũng phải được quốc. Dạ, thì cũng có thể Bình Phước, nếu Bình Phước thì tốt anh, còn Bình Thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Bình Dương, Bình Phước, Bình Dương, Bình Dương, Cộng đó, thì Bình nếu mà Bình Phước thì tốt. Nếu mà những cái tỉnh kia thì mình cố gắng mình sắp xếp mà, cố gắng mình sắp xếp công việc. Mà trước mắt thì cứ đi giao lưu dạy họ với nhau đã, xong rồi dạ. Nếu mà học thì mình tính, cùng dạ. Bàn tính để cái thành công dài. Dạ. Rồi, ok. À, anh có còn yêu cầu gì nữa về cái người phụ nữ không thì anh cứ chia sẻ nhé. Thì em cũng yêu cầu cao lắm anh.
Nói chung là phụ nữ nhìn dễ nhìn với lại thật thà, có nói chung là có sự chung thủy với lại đàng hoàng hơn, với là có một cái ý tốt, cũng giống như em thì cũng muốn là có một cái gia đình đàng hoàng, cũng là xây dựng cái tương lai cho nó đàng hoàng hơn, chứ còn không phải là những người phụ nữ mà chỉ để chơi đùa thì nó lại khác. Nhưng mà anh chỉ cần cái đối tượng mà người ta cũng giống như em, cũng muốn gì đi kiếm cái nỗi kia của mình để nó mình đỡ làm cái nhau vậy đó. Mấy cái bây nào mà có cái câu chuyện nào có những người phụ nữ đấy mà người ta cũng đổ vỡ trong hôn nhân và người ta cũng có con á, thì mình có nếu mà vậy thì cũng còn tốt hơn, thì người ta ở trong cái cảnh cùng nhau mà xem mà cái dạ ok. Thế còn thì hôm nay thì chương trình gọi đến cho anh để mà phỏng vấn anh một số thông tin cơ bản trước, sau đó thì bọn em sẽ tìm những người phù hợp sẽ tiến hành làm nội dung chi tiết cho anh nhé. Dạ, anh ơi mà cái này là mình lên sóng hay là mình apply anh? Anh sẽ lên trên sân khấu đó, mình sẽ quay mình trên sân khấu để lên sóng. Dạ, anh cũng lại sẽ lên sóng. Bắt bao lâu hay mình sẽ được cái này là bọn em sẽ tìm kiếm người phù hợp đó, không quan trọng là anh có được chọn mà mình đi không đó nhé. Dạ. Thì bọn em sẽ thông báo lại. Nếu mà thông báo rồi mà anh sẵn sàng tham gia trong cái gì đó thì ok, mình sẽ cùng tiến hành này. Dạ, thường là thời gian nó sẽ lâu mà. Dạ, thì em sẽ là một buổi thôi. Thôi thì một buổi. Không biết là sau cái buổi nói chuyện hôm nay với anh thì cái thời gian mà mình tìm người đó. Alo, chào anh Huy. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Vâng, anh giới thiệu một chút về họ và tên của mình, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp và hiện tại thì anh đang ở đâu nhé. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chung là em họ tên em là em tên là Trương Thiết Huy. Em sinh năm 16 tháng 12 năm 1996. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật và em đang sinh sống ở trong quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, nhân viên kỹ thuật là mình làm ở công ty gì mà là kỹ thuật về mảng nào anh ạ? Dạ em làm ở trong là khu công nghệ cao anh ạ. À, khu công nghệ cao. Dạ. Nên là nhân viên kỹ thuật khu công nghệ cao. Quê quán gốc của mình ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Quảng Ngãi ạ. Ở Quảng Ngãi. Anh là sống ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa hay là lên đây để lập nghiệp? Dạ, sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu rồi, nhỏ anh lớn rồi. À, là từ nhỏ anh lớn rồi, về chỉ ở quê gốc thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của anh Huy là gì? Và anh là một chàng trai như thế nào? Đầu tiên là điểm yếu của em thì em hơi nhát gái. Và thứ hai là em khá là hiền. Thì lúc thì em là hay tình người. Còn điểm mạnh của em thì chung là trong cuộc sống cho công việc thì em ai vậy? Trương Thế Huy thì, sao không? Thế thì vậy xin cái gì? Nó không dùng nó lên máy cứ gọi lại nha, hết mày gọi lại hết rồi. Nhát gái thì cái này là nhát gái như thế ruột rè như thế thì có một cái trường hợp nào đã bỏ lỡ mất công vụ ta? Dạ có ạ, chúng em có vài lần à. Trước giờ thì anh có mấy mối tình không? Thì em bé vừa thì cũng là được mặc em nhưng mà em cũng không dám tỏ tình nặng đầu người ta với người khác, em cũng không dám nói. Thế là mình đã từng chính thức yêu ai chưa nhỉ? Chưa yêu ai. Thế mẫu hình lý tưởng của mình là gì? Mình muốn hẹn hò với bạn nữ như thế nào? Nói chung là
thì em cũng có cái là cô gia đình cũng là em chung là em cũng không quan trọng bạn bè thấy xấu cao thấp gì đó, thực là bây giờ em chỉ cần em biết chăm lo cho gia đình, thương em và thương ba mẹ em. Chung là tính thì hơi khó tính một xíu do là em cũng hiền quá, em cần một bạn nữ là hơi khó tính một tí để vậy như là có một qua sức lại thì... Thích một bạn hơi khó tính một tí thì nghĩa là bạn dễ phải chủ động nhiều hơn à? Không phải à, thật sự là em cũng là em hiền quá thì nhưng mà dạng có dạng như là duyên nọ thì tới nhau thì em hiền thì phải giữ thì hai dạng như là hai vợ chồng sẽ dạng như là phân bổ cho nhau á. Thì tính em hiền quá. Thì sinh năm 96 thì đã công việc như vậy thì nếu mà quen nhau mà cảm thấy hợp thì bao giờ tính chuyện cưới, mà cưới thì sẽ ở đâu? Chung là nếu mà tính thời gian cưới chắc cũng phải là một năm đến một năm rưỡi và sẽ ở nhà và ở chung nhà với ba mẹ em do em đã có nhà cửa trong này rồi. Có nhà cửa trong này rồi thì nếu mà bạn nữ mà rất là hợp với mình nhưng mà bạn lại không muốn ở, bạn không muốn làm dâu thì mình có ra ở riêng với bạn không? Dạ, có ạ. Nói chung là cái đó thì em đã tính trước rồi, em đó với ba mẹ em rồi thì nếu mà quen một người bạn gái đầu tiên nếu mà ở chứng cha mẹ mà hợp thì ở, còn nếu không hợp thì sẽ ra ngoài ở, và ở cũng là không có cách nhà xa lắm, chắc cũng cách khoảng là 10 hoặc 20 cây số gì đó chứ không, cũng là cũng gần cha mẹ một xíu chứ không phải là ở cha, không phải là ở chung, quá là xa quá. Thế thì mình có sở trường, mình có cái gọi là tài lẻ nào mà có thể thể hiện để bạn nữ gây ấn tượng trên sân khấu được không? Nói chung là thì em không... hát hò hay là đọc thơ hay là đánh võ gì đó? Không có ạ. Ví dụ mà mình được lên sân khấu thì mình sẽ nói câu gì gây ấn tượng bạn nữ về mình nào? Nếu là em cho anh cơ hội thì anh sẽ nắm bắt cơ hội và nói chung là em ok. Thì còn bạn nữ thì có yêu cầu là phải tuổi tác như thế nào hay là quê quán ở đâu không? Nhà em thì em không có tuổi tác thì lớn như lớn em thì lớn hơn em 1-2 tuổi, còn nhỏ em thì nhỏ khoảng 2-3 tuổi đó. Quê ở đâu nữa hết ạ? Dạ. Các biên tập khác còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, không ạ. Rồi, ok, được rồi đó em ha. Nếu mà em có kết quả phỏng vấn thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Mình thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Sao mặt buồn dữ vậy trời? Dạ, mình em còn chú là mặt em buồn. Trời ơi, phải cười nhiều, tình yêu nó mới tới em ơi, buồn quá. Nhà lên công ty cũng cười. Xin giúp với chị mà nhiều chú làm mai cho em nhưng mà em không có nói được, em nhát gái lắm. Chết luôn, nhát gái sao mà đi lên chương trình được đây không biết nữa. Rồi ok, xong rồi, mình hết ra cuộc gọi nha. Dạ, em cảm ơn chị, anh chị chào anh chị.